bây giờ mời các em cùng theo dõi nội dung bài học hôm nay. Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình chinh phục kỳ thi năm 2019. Nội dung chính mà thầy trình bày với các bạn ngày hôm nay là phương pháp giải nhanh bài toán hóa vô cơ lớp 12. Nội dung chính mà chúng ta sẽ trao đổi ở đây là bài toán dựa vào các phản ứng cơ bản, bài toán về điều chế kim loại, bài toán về phương pháp bảo toàn điện tích, bài toán về sử dụng đồ thị bài toán về kim loại tác dụng với axit nitric và axit Sulfuric bài toán về kim loại và hỗn hợp oxit kim loại phản ứng với axit nitric. Thế thì bài toán mà tính toán dựa vào các phản ứng cơ bản ấy là đây là một cái bước đầu tiên rất quan trọng để các bạn tính toán là nếu như chúng ta không nắm chắc được các cái phản ứng hóa học, các sản phẩm à, hệ số cân bằng thì những cái phép toán của chúng ta sẽ dễ bị sai do vậy mà dựa vào cái phản ứng cơ bản này chúng ta vừa tính toán được đồng thời chúng ta cũng khắc sâu các kiến thức lý thuyết như là thầy đã trình bày với các bạn ở các số trước thì những lý thuyết mà liên quan đến phần vô cơ thầy có nói với các bạn ấy, là các thầy cô đặt ra các câu hỏi mà liên quan đến các phản ứng tạo thành các đơn chất kim loại oxit kim loại hay là tạo thành các muối hay phản ứng một xóa khử vân vân thì nhân cơ hội này các bạn cũng ôn tập lại những cái phản ứng cơ bản đó để phục vụ cho những câu lý thuyết thì lấy ví dụ như là natri phản ứng với nước thu được là natri hydroxit và giải phóng ra hydro thì kim loại nhóm 1A là có natri, kali, rubidi, cesi vân vân là phản ứng với nước đúng không? Nhóm 2A thì trừ Berry, magie thì phản ứng rất chậm tạo thành oxit và hydro, còn canxi, bari và stronti thì phản ứng với nước tạo thành dung dịch kiềm. Dung dịch bazơ thu được có khả năng hòa tan được nhôm đúng không? Tạo thành natri aluminat thì các bạn lưu ý là phản ứng này là nhôm tan trong kiềm, không phải là nhôm phản ứng trực tiếp với kiềm mà môi trường kiềm sẽ hòa tan lớp màng hydroxit để tạo điều kiện cho nhôm phản ứng với nước. Đó, tạo thành natri aluminat. Nhưng sau đó thì lớp màng lớp màng hydroxit này lại bị phá vỡ và tạo điều kiện cho nhôm phản ứng với nước. Và dung dịch natri aluminat thu được ấy, thì khi sục khí carbonic vào thì uh, carbonic phản ứng với nước, đúng không? Tạo thành là axit carbonic H2CO3. H2CO3 phân ly thành H và HCO3 trừ. Khi đó HCO3 trừ sẽ kết hợp với AlO2 trừ và nước tạo thành AlOH3 lần và tạo thành ra sản phẩm là NaHCO3. Hay là với kim loại trước hiro đấy, chúng ta có là sắt phản ứng với axit loãng thu được mối sắt 2 bởi vì ở đây phản ứng này là do H có tính oxy hóa đúng không? Cho nên sản phẩm thu được khí sẽ là khí hiro. Thì từ sản phẩm là sắt 2 sunfat đấy mà nhỏ thêm là dung dịch kali permanganat KMNO4 và trong môi trường axit sulfuric loãng thì ở đây sắt 2 sắt 2 sẽ bị kali permanganat oxy hóa lên sắt 3. và trong môi trường axit thì mangan từ dương 7 sẽ về mangan dương 2 là trong MnSO4. Thì các bạn lưu ý ở phương trình này ấy, là chúng ta phải cân bằng được bởi vì nếu không cân bằng được phương trình này thì một cái bài tập tính toán rất là dễ bị sai. Ở đây là sắt từ dương 2 lên dương 3 đã nhường đi một electron nhưng mà vì có số 2 cho nên hệ số sẽ là 2 đúng không? Thì 2 vào KMnO4. Còn từ mangan dương 7 ấy, về mangan dương 2 là nhận 5 đông hệ số sẽ là 5. 5 x 2 là 10, thế sẽ là 10 FeSO4 đúng không? Sau đó các bạn đếm gốc sun phát phía phải, đến sang vế trái là bên bên trái của mình là có 10 gốc đúng không? Đây có 18 gốc. Thì bên này ta đếm là là 5 3 15 đúng không? Cộng với 1 là 16 cộng với 2 là 18. 18 trừ đi 10 thì còn đây là 8 đúng không? để cân bằng hệ số của nước là 8. Tương tự như vậy là sắt 2 sunfat phản ứng với kali dichromat trong môi trường axit thì thu được sắt -sun -sun 3 sunfat, kali sunfat và chrome 3 sunfat cộng 7 nước. Thì phương trình này cũng tương tự như vậy. Thì các bạn lưu ý ở đây là cái kỹ năng cân bằng phương trình để cái hệ số chính xác. Ví dụ như là bài cho mình số mol của của sắt 2 sunfat tính ngược lại số mol của kali permanganat hoặc là cho số mol của kali dichromat tính ngược lại số mol của sắt 2 sunfat các phản ứng cơ bản tiếp theo các bạn thấy là cho sát phản ứng với axit sulfuric đặc nóng thì ở đây tính oxy hóa lại do lưu huỳnh dương 6 cho nên là muối thu được của mình sẽ là muối sắt 3 sunfat để phóng ra khí sunfur và nước thì lưu ý ở phương trình này là sản phẩm là sắt 3 sunfat đúng không khí sunfur và nước thì chúng ta còn có phát hiện ra quy luật đặc biệt nữa là các bạn thấy hệ số của axit và hệ số của nước bằng nhau đúng không và hệ số của axit gấp hai lần hệ số của khí đó. do vậy mà nếu những bài tập khó mà bài cho mình khối lượng của muối đúng không? Cho số mol của khí SO2 thì mình có thể vận dụng phương pháp bảo toàn khối lượng để các bạn tính được khối lượng của kim loại ban đầu là số mol m kim loại này, cộng m axit bằng m muối cộng m khí cộng m nước nhưng trong đó muối này thì bài cho rồi đúng không? À, số mol khí bài cho rồi mà số mol khí bài cho rồi thì mình có thể suy ra được số mol axit bởi vì số mol axit gấp hai lần số mol của edo 2 và số mol của nước gấp 2 lần số mol của edo 2 đúng không ạ? Khi mà cho sắt phản ứng với dung dịch bạc nitrat dư thì thu được sắt 3 nitrat và giải phóng ra bạc. Các bạn lưu ý là đầu tiên tạo thành sắt 2 nitrat, nhưng mà vì bạc nitrat dư cho nên là bạc nitrat sẽ oxy hóa sắt 2 tạo thành sắt 3 nitrat và bạc. Đây, phương trình là AgNO3 phản ứng với FeNO3 2 lần, thu được là FeNO3 3 lần. Trong cái phần trước thì có trình bày với các bạn về quy tắc alpha để các bạn xác định sản phẩm, đúng không ạ? hay là phương trình khó hơn một chút là cho sắt 2 có rua phản ứng với bạc nitrat thì thu được là sắt 3 nitrat đúng không? Là bởi vì ở đây ấy là Ag cộng ion bạc oxy hóa sắt 2 lên sắt 3 được chưa? Và Ag cộng còn kết hợp với ion Cl trừ đấy thì tạo thành là AgCl. Do vậy phản ứng này tạo thành hai kết tủa. Đó. Phương trình số 11 là đồng với axit cloric và axit sulfuric loãng thì không xảy ra vì đồng là kim loại đứng sau hiro và dựa vào giấy điện hóa thì mình cũng kết luận là đồng không phản ứng được với axit này đồng phản ứng với axit sulfuric đặc nóng thì thu được là đồng sunfat khí sunfur và nước và các bạn cũng thấy lặp lại một điều là các bạn thấy là hệ số của axit cũng gấp đôi hệ số của khí SO2 đúng không ạ và hệ số của axit cũng bằng hệ số của nước như vậy các bạn thấy là từ các cái phương trình hoa học cơ bản này thì mình có thể rút ra được rất nhiều những cái quy luật đồng thời là chúng ta thấy rằng là từ thí nghiệm là 7 8 9 10 và 12 các bạn thấy là các thí nghiệm này là những thí nghiệm thế nào đều là phản ứng oxy hóa khử đúng không? Thí nghiệm này tạo ra chất khí này, thí nghiệm này tạo ra kim loại này, thí nghiệm này tạo ra kim loại này, để tạo ra hai uh, kết tủa này, hay tạo ra chất khí này, vân vân. Thì bài có thể khai thác theo các hướng khác nhau như vậy, nhưng mà những cái phản ứng cốt lõi là mình nắm chắc được thì mình chỉ viết phương trình cân bằng và mình lắp số vào là ra kết quả. Tương tự như vậy là đồng uh, bị hòa tan bởi sắt 3 có rua thu được là đồng 2 có rua và sắt 2 có rua sắt phản ứng với sắt 3 có đua thu được sắt 2 có đua các bạn lưu ý là nếu dung dịch sắt 3 có dư thì dung dịch sau phản ứng của chúng ta sẽ có là ngoài hai muối đồng có đua sắt 2 có đua thì còn sắt 3 có đua đúng không ạ hay là sắt mà hòa tan trong sắt 3 có đua đấy, dư thì sản phẩm sẽ có FeCl2 và FeCl3 dư và Chrome tan trong axit loãng nóng thu được muối Chrome 2 và giải phóng ra hiro Muối Cr2 à, phản ứng với kiềm thu được kết tủa Cr2 hydroxit màu vàng, có rua và để ngoài không khí thì cái hydroxit Chrome 2 này là một ba dơ phản ứng với oxy và nước tạo thành Cr3 có màu lục croh 3 lần và nếu như mà hòa tan là CrO3 lần trong kiềm dư đấy thì thu được là NaCrO2 là natri và nước đặc biệt là phương trình số 19 thì là một phương trình rất là khó khăn với các bạn mà là một cái kiến thức căn bản ở trong xe hóa khoa là natri chromit trong này chrome có số xóa là dương 3 phản ứng với brom là chất oxy hóa trong môi trường kiềm đúng không? Vì trong môi trường kiềm cho nên là brom sẽ oxy hóa chrome 3 đấy, lên chrome 6 trong natri chromat có màu vàng. À thì cái điểm khó ở cái câu 19 này là cái khả năng cân bằng phương trình của các bạn. Ở trong này các bạn thấy chrome ban đầu là dương 3 đấy, lên chrome dương 6 thì nhường 3 electron, hệ số 3 sẽ ở vị trí này đúng không? Còn brom ấy, một brom nhận một electron, còn Br2 nhận 2 electron, do so hệ số đây sẽ là 2. Và hệ số đúng sẽ là 2 3. Và sau khi cân bằng sẽ được NaOH là 8 đúng không? 2 6 và 4. Thì các bạn rất là lưu ý phương trình này bởi vì đây là một phương trình mà hay xa nhất đúng không? Phương trình số 20 là cho natri cromat phản ứng với axit sunric thì đây là một sự chuyển dịch cân bằng trong môi trường axit thì H+ sẽ kết hợp với CrO4- làm cho dung dịch đang từ màu vàng sẽ chuyển sang màu da cam ở đây thí nghiệm này còn thu được hai muối là natri sunfat và natri dichromat đúng không? Tương tự như vậy với kali chromat phản ứng với axit Sulfuric cũng thu được là kali sunfat và kali dichromat. Các bạn lưu ý là có CR2 đấy. Hai là CR2 tức là có hai chrome. Đấy có hai từ là da cam. Còn đây có một chrome ấy thì có một từ là màu vàng. Đấy, các bạn nhớ mẹo như vậy. Cho natri dichromat phản ứng với kali hiroxit thì ta lại thu được là hai muối là kali chromat và natri chromat và nước à, tức là cân bằng nó ngược lại tức là bên trên là đang từ màu uh, vàng ấy, chuyển sang màu da cam bên dưới lại từ màu da cam chuyển sang màu vàng được không ạ à. hay là chrome 6 oxit phản ứng với kiềm dư đấy trong môi trường kiềm thì cân bằng chuyển dịch tạo thành là muối chromat kali chromat đấy. Phương trình 23 là kali iốt tua phản ứng với kali dichromat trong môi trường axit thì thu được là iốt kali sunfat và muối crom ba sunfat thì phương trình này cũng dễ thì các bạn lưu ý về khả năng cân bằng và phương trình 24 đấy là cho axit chloric vào natri chromit và nước thì phương trình này là phương trình suy luận tương tự như là ở trong chương kim loại kiềm kiềm thổ và nhôm thì các bạn thấy là các bạn lưu ý là là CrO2 trừ đấy kết hợp với H cộng và nước thì tạo thành CrOH3 lần và tạo ra natri chlorua. Tuy nhiên nếu mà axit dư ấy thì chrome 3 hydroxit còn tăng được trong axit tạo thành muối chrome và các bạn có thể xây dựng một cái đồ thị từ cái phương trình 24 này. Thì trên đây là thầy giới thiệu với các bạn là cái dạng đầu tiên là tính toán dựa vào các phản ứng cơ bản. Và nếu những phản ứng cơ bản này các bạn nắm chắc được thì những cái bài tập dễ là các bạn có thể giải quyết tốt. Với một cái dạng bài tập mới khó hơn so với lớp 11 là điều chế kim loại. Điều chế kim loại như phần trình bày với các bạn ở cái số trước là có 3 phương pháp là phương pháp điện phân, phương pháp nhiệt luyện và phương pháp thủy luyện pháp điện phân ấy, để có hai loại điện phân nóng chảy và điện phân dung dịch các bạn lưu ý là điện phân uh, nóng chảy thì áp dụng để điều chế kim loại nhóm 1A kim loại nhóm 2A và nhôm còn điện phân dung dịch là để điều chế được kim loại sau nhôm. Đó. Thì với điện phân nóng chảy các bạn lưu ý là ngoài các cái câu lý thuyết mà các bạn hay sai thì người ta có thể khai thác được bài tập là viết được phương trình điện phân nóng chảy một cái muối halogen nua hóa trị 1, hóa trị 2 và tính theo phương trình các bạn thấy đây là một ví dụ là ví dụ natri có rua mà khi có nhiệt thì nó sẽ phân ly thành Na cộng và Cl trừ đúng không à, ion Na cộng thì di chuyển về cực âm là ca tốt và ion Cl trừ để di chuyển về cực dương là anốt ca tốt thì xảy ra quá trình khử và anốt thì xảy ra quá trình oxy hóa ở đây Na cộng là nhận một lách đông tạo thành natri và ion Cl trừ là nhường lách đông tạo thành clo và giải phóng ra hai e thì các bạn nhớ là là cả trong pin điện ở bình điện phân thì anode luôn xảy ra quá trình oxy hóa là quá trình nhường e, 2Cl trừ thành Cl2 cộng 2e và phương trình điện phân chung là natri có rùa điện phân nóng chảy thành natri và clo. Các bạn lưu ý là một bài tập tính toán rất đơn giản là ví dụ bài cho là điện phân nóng chảy muối halogen nua MCl thì các bạn biết được phương trình đúng không? và tính toán theo phương trình là có thể tính được là thể tích khí hoặc tính ngược lại khối lượng của muối hoặc có thể tìm kim loại vân vân. Với bài điện phân nóng chảy oxit nhôm thì Al2O3 phân ly thành Al3 cộng ion dương thì đi về cực âm. Đó, còn ion âm thì đi về cực dương. Các bạn lưu ý là catốt sẽ ra quá trình khử Al3 cộng nhận electron thành nhôm, đúng không? Đây là oxy 2 trừ thì một oxy nhường 2e còn hai oxy sẽ nhường 4e tạo thành O2 và 4e. Thì phương trình điện phân chung là nhôm oxit điện phân nóng chảy thành nhôm và giải phóng ra oxy. Tuy nhiên là xúc tác đây là cryolith như thầy đã trình bày với các bạn về cái buổi trước là có 3 vai trò để các bạn nhớ là thứ nhất là hạ thấp nhiệt độ nóng chảy của oxit nhôm, thứ hai là làm tăng độ dẫn điện, thứ ba là che chắn không cho nhôm tiếp xúc với oxy. Nhưng lưu ý là anốt trong điện phân nóng chảy oxit nhôm ấy thì thường làm bằng bằng gì ạ? bằng than trì đúng không? Cho nên là khi mà tạo thành oxy ấy, thì oxy sẽ đốt cháy than trì tạo thành sản phẩm khí là carbonic. Ấy khí carbon monoxide và oxy sau đó họ dẫn toàn bộ cái hỗn hợp này vào dung dịch nước vô trong dư thì các bạn sẽ tính được là số mol của khí carbonic và còn hai khí còn lại các bạn giải phương trình có thể tính được số mol của CO và oxy từ đó tính được ngược lại theo bảo toàn oxy để tính ra được lượng oxy này và từ oxy này tính ngược lại được khối lượng của nhôm với điện phân dung dịch thì đối tượng ở đây là điều chế được kim loại à, sau nhôm sau nhôm à, ở đây thì ta hôm trước có trình bày với các bạn kỹ rồi nhưng hôm nay trình bày những cái ví dụ cụ thể hơn. Thì lấy ví dụ như là điện phân dung dịch đồng xuân phát thì ion đồng hai cộng sẽ đi về cực âm và ion s 4 hai trừ đi về cực dương. À, ở bên cực âm ấy, ca tốt ấy thì Cu hai cộng nhận hai e tạo thành Cu và bên cực dương là SO4 hai trừ không nhường e mà là nước nhường e đúng không? Nước nhường e thì các bạn thấy ở chỗ này này vì cái logic ở chỗ này với các bạn là một sự khó khăn, khó khăn cho nên là các bạn sẽ không nhớ được sản phẩm là sao lại tạo thành H cộng Oxy và 4E thì theo họ sẽ phân tích kỹ Các bạn nhớ là hiro đấy là dương 1 đúng không? Hero dương 1 và Oxy là âm 2 Thì hiro dương 1 thì không có khả năng nhường E Còn Oxy đấy, một Oxy thì có khả năng nhường 2E đúng không? Vậy thì 2 Oxy sẽ nhường được 4E đúng không? Và một Oxy trong này là âm 2 Mà 2 Oxy thì tạo thành là O2 đúng không? Đấy Thì phương trình điện phân chung là điện phân đồng xuân phát thu được là Đồng, Acid, Sulfuric và Để phóng ra Oxy thì đây là một cái phương trình rất là đơn giản chúng ta sẽ khai thác kỹ để các câu hỏi trong cái phần này như sau các bạn lưu thứ nhất là chỉ có ca chiêu một kim loại sau nhôm mới nhận e ở trên ca tốt để các bạn lưu ý là là trước nhôm ví dụ như na cộng hay là ca 2 cộng vân vân al 3 cộng thì không nhận e ở trên ca tốt mà nước sẽ nhận e còn nếu điện phân dung dịch có chứa ca chiêm của kim loại nhóm 1A2A nước điện phân nước nhận electron thì tạo thành là H2 và 2OH- thì cái chỗ này cái logic chỗ này các bạn cũng nhiều bạn thấy rất là khó khăn là không hiểu tại sao lại ra được H2 và 2OH- thì các bạn lưu ý thế này là các bạn biết là nước thì gồm có H cộng và OH- thì trong hai bộ phận đó thì H cộng nhận electron đúng không H cộng nhận e thì tạo thành là H2 đúng không còn lại là cái phần OH- sẽ là giải phóng ra là 2OH- Canion có chứa oxy như là NO3 trừ vẽ bốn 42 trừ thì không nhường E mà là nước điện phân thì Thầy vừa giới thiệu là nước điện phân tạo thành 4H cộng cộng O2 và 4E Và đặc biệt là chúng ta sẽ sử dụng một cái định luật pha đây thu gọn Tức là NE là số mon E nhường hoặc nhận thì bằng I nhân T trên F Vì I là cường độ dòng điện thì tính bằng đơn vị ampere T là thời gian tính bằng giây và F là số pha đây thì là bằng 96.500 Thì các bạn luôn luôn sử dụng cái biểu thức này thì làm cho cái bài tập của mình trở nên ngắn gọn theo lấy ví dụ nha điện phân đồng sun phát ở cathode thu được đồng và ở anode thu được oxy để đặt số mol của Cu2 cộng là x thì e nhận sẽ là 2x và đồng tạo ra sẽ là x theo định luật bảo toàn e thì các bạn có là 2x đúng không e cho đấy sẽ bằng e nhận bên này là 2x thì khi đó lượng oxy sẽ là 2x chia 4 là, là x chia 2 đúng không hát cộng sẽ là 2x nhân 4 chia 4 thì vẫn là 2x thì câu hỏi thứ nhất là m cathode tăng tức là khối lượng của cathode tăng lên thì chính là số lượng đồng bám vào thì khối lượng cao tốc tăng sẽ bằng m đồng bám bằng 64x đúng không ạ đó. câu hỏi thứ hai là khối lượng của dung dịch giảm dung dịch giảm dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan nếu mà kim loại tách ra thì thành viên này không phải là của dung dịch đúng không ạ oxy thoát ra ngoài thì thành viên này cũng không phải là của dung dịch và khi đó các bạn sẽ có là khối lượng dung dịch giảm sẽ bằng là 64x đúng không cộng với 32 nhân x trên 2 32 chia 2 là 16 cộng với 64 là bằng 80x đây là hai câu rất là dễ đúng không là xác định MK tốt tăng và xác định khối lượng của đồng bám vào. À, câu 3 là dung dịch sau điện phân có H cộng thì có thể hòa tan được kim loại, oxit kim loại. để các bạn lưu ý là vì có H cộng cho nên là có thể hòa tan được kim loại. Để kim loại này là phải là kim loại gì? Trước hydro đúng không? Và hòa tan được oxit kim loại thì các bạn lưu ý ấy, là oxit kim loại thì trong đó có kim loại và oxy thì cái phần H cộng đấy sẽ lấy cái oxy ở trong oxit kim loại để tạo thành nước thì các bạn lưu ý hệ số đấy là số mol của H cộng đúng không? luôn gấp 2 lần số mol của oxy trong oxit. Vì sao vậy? Vì sản phẩm sinh ra là nước đúng không? Nước thì có hai hiro và một oxy, cho nên là số mol của H cộng sẽ gấp 2 lần số mol của oxy trong oxit. Đấy là các quy luật các bạn cần nắm chắc. Thứ tư đấy khó hơn, thì cái chỗ này là cái chỗ mà rất là nhiều bạn bị sai là nếu dung dịch sau điện phân thì vẫn còn màu xanh mà ta nhúng một thanh sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn để đây tất nhiên thanh sắt dư à, thì các bạn lưu ý là sắt sẽ đẩy đồng để tạo thành sắt hai cộng và tạo ra cu cu sẽ bám vào thanh sắt đúng không tuy nhiên ấy, thì rất rất nhiều các bạn là bị quên mất phương trình là ngoài sắt phản ứng với đồng hai cộng là do dung dịch còn màu xanh mà thì sắt còn phản ứng với h cộng đó cho nên là các bạn lưu ý là cái phương trình chỗ này là rất hay sai rất hay sai thì trong cái phần bài tập mà chương trình sẽ post lên thì các bạn sẽ làm và các bạn trải nghiệm xem là mình có bị sai ở chỗ này hay không khối lượng của kim loại sau phản ứng sẽ bằng là khối lượng của sắt ban đầu được không ạ trừ đi khối lượng sắt tan nhưng mà vì các bạn viết thiếu cái phương trình là sắt với h cộng cho nên là sắt tan là mình tính là một chỗ là sai mà sắt tan này ấy là ở mấy chỗ sắt tan này sẽ là tan khi phản ứng với đồng hai cộng và sắt tan khi phản ứng với với h cộng đúng không ạ cho bạn hết sức lưu ý là cái phương trình này hay bị quên lắm đó. Thì khối lượng của kim loại sau phản ứng sẽ bằng m sắt ban đầu à, trừ đi m sắt tan nhưng mà tan theo hai phương trình cộng với khối lượng của đồng bám, đúng không ạ? À, nếu điện phân dung dịch là đồng nitrat, tức là bây giờ cái anion đấy, anion đấy không phải là SO42 trừ nữa mà là NO3 trừ. Thì tất nhiên là NO3 trừ này không nhường lách đông mà nước vẫn nhường electron Tuy nhiên ấy, là dung dịch sau phản ứng của mình thì lại phức tạp hơn. Bởi lúc đó lại có cả đồng hai cộng đúng không Có NO3 trừ và có H cộng thì đây các bạn hết sức lưu ý đến trình tự phản ứng là sắt sẽ phản ứng với H cộng và NO3 trừ trước tạo thành sắt 3 cộng để phóng ra NO và nước. Sau đó thì sắt lại phản ứng với sắt 3 để thu được là sắt 2, đúng không ạ? Đấy, và sau khi hết sắt 3 thì sắt phản ứng với đồng 2 cộng để thu được sắt 2 cộng và đồng. Và nếu như còn H cộng dư nữa thì sắt có thể phản ứng với H cộng. Thì các bạn lưu ý là khối lượng của kim loại sau phản ứng ở đây cũng bằng là khối lượng sắt ban đầu trừ đi mở sắt tan. Nhưng mà ở cái tình huống thứ năm này thì các bạn thấy là sắt tan đã phức tạp hơn rất nhiều là sắt tan ở theo ba phương trình đúng không? là phản ứng với lại H cộng nấu 3 trừ phản ứng với sắt 3 cộng và phản ứng với đồng hai cộng. Thế cho nên là các bạn hết sức lưu ý là rất nhiều bạn sẽ bị quên cái phương trình là sắt với sắt 3 cộng để tạo thành sắt hai cộng. Đó. các bạn lưu ý là khối lượng kim loại sau thì nhắc lại là bằng m sắt ban đầu trừ đi khối lượng sắt tan nhưng mà tan theo 1, 2, 3 đúng không? đấy thì đặc biệt là phương trình này quên Đấy, còn cộng với một khối lượng của đồng bám thì ta tính ra phương trình này dễ rồi. Bây giờ tình huống lại khó hơn nữa là điện phân dung dịch là gồm có đồng nitrat với số mol là A và natri có đua với số mol là B. Ở đây ta sẽ có 3 tình huống. Đúng không? Tình huống thứ nhất là 2A mà lớn hơn B tức là số mol E nhận. Đây là đồng là A này, E nhận là 2A đúng không? Bên cực dương là xảy ra quá trình oxy hóa Cl trừ tạo thành clo giải phóng ra 2e thì số mol của C là trừ là B đấy thì số mol của clo sẽ là B trên 2 và E cho là B đó nhưng tình huống là 2A lớn B tức là E nhận đang nhiều hơn so với E cho thì lúc đấy là nước ở bên cực dương anode sẽ điện phân đúng không để cho E cho và E nhận bằng nhau thì ở đây tháo sẽ có là E cho là 2A đấy, trừ đi B đúng không độ chênh đấy sẽ là E cho bởi là nước đúng không thì lấy 2A đấy, trừ đi B thì sẽ ra tương ứng ở đây là e cho là của của nước bởi vì khi các bạn cộng lại với nhau thì e cho bên trái và bên phải e cho nhận bằng nhau là 2 a trừ b đúng không cộng với b 2 a trừ b cộng b thì đúng bằng 2 a đúng không đấy do vậy đây em sẽ có là lấy 2 a trừ b độ tranh đấy sẽ đặt dưới 4 e này 2 a trừ b thì lúc đấy oxy sẽ là 2 a trừ b chia 4 được không đấy tình huống là khi mà 2A lớn B Và các bạn thấy là dung dịch sau điện phân có H cộng tức là làm cho quỳ tím chuyển sang màu màu đỏ đúng không? Và có axit tức là có thể có khả năng hòa tan được kim loại trước khi hero phản ứng được với oxit kim loại đúng không? Nhưng mà lưu ý mà cho phản ứng với nhôm hoặc oxit nhôm thì là các bạn sẽ dễ bị lừa đúng không? Ở đây ta tương tự như vậy vẫn có là M của ca tốt tăng thì bằng M đồng bám nhưng mà M dung dịch giảm thì phức tạp hơn thì các bạn lưu ý là M dung dịch giảm lúc này sẽ là bằng 64A này 64A này cộng với là 71 7 có lo là x 2 71 nhân B trên 2 cộng với lại 32 nhân 2A chứ B trên 4 à, bạn nhìn là 64A cộng 71 nhân 0,5B cộng 32 nhân 2A B trên 4 đúng không? các bạn biến đổi ra là đây là 64A nhé cộng 32 chia 4 thì còn 8 nhân 2 là 16 16 cộng với 64 là 80A 71 nhân 0,5 là 35,5 đúng không? 32 đấy là chia cho 4 3 chia 4 thì còn 8 Đúng không? trừ 35,5 mà trừ đi 8B thì như vậy sẽ còn là là 27,5B Vì dung dịch sau điện phân có chứa H cộng Cho nên có thể hòa tan được kim loại và oxy kim loại ra vậy ta vẫn có quy luật là số mol H cộng Sẽ là gấp 2 lần số mol oxy trong oxy Đúng không? Bây giờ nếu điện phân mà dung dịch vẫn còn màu xanh Thì cũng tương tự như ở trên Thì thấy vẫn có được là sắt phản ứng với H cộng NO3 trừ Đúng không? Đấy, cái H cộng này là H cộng ở đâu? H cộng ở đây đúng không? Đó là lúc này sẽ là 2a trừ b đấy nhân 4 và chia 4. Đó, thì bản chất vẫn là như vậy. Còn nếu mà điện phân dung dịch là đồng nitrat và natri có đua khi 2a nhỏ hơn b thì các bạn lưu ý là lúc này 2a mà nhỏ hơn b tức là e nhận đấy, e nhận đấy đang nhỏ hơn so với e cho thì lúc này nước sẽ điện phân ở catot tức là nước sẽ nhận electron tạo thành H2 và 2 trừ khi đó thì độ chênh về electron ở hai bên là lấy B trừ đi 2A thì tháo sẽ đặt xuống dưới này là b trừ đi 2a b trừ 2a mà mình kiểm tra lại là lấy là 2a cộng b trừ 2a thì đúng bằng b đúng không đó như vậy là sẽ tính được oh trừ và tính được hydro hydro đây sẽ là b trừ 2a chia 2 b trừ 2a chia 2 và lúc này m dung dịch giảm là khác là m cát tốt tăng vẫn bằng m đồng bám nhưng mà m dung dịch giảm bây giờ sẽ là này là 64a đấy cộng với là 71 nhân b trên 2 cộng với 2 nhân b trừ 2a chia 2. 71,5 71 nhân 0,5b này cộng 2 x b trừ 2a chia 2. Thế để 64a nhé Đúng không? 64a này mà trừ đi đây là b à đây là b trừ 22 mất, đúng không? Thì trừ đi 2a thì còn 2a. Thế 71 mà nhân 0,5 là 35,5 mà cộng với b là 36,5b. Được chưa ạ? dung dịch sau điện phân mà có chứa OH trừ thì các bạn thấy là sẽ làm cho quỳ tím chuyển sang màu xanh và phenolphtalein chuyển sang màu hồng đúng không? và dung dịch sau điện phân có chứa OH trừ nên có thể hòa tan được kim loại nhôm và oxit nhôm cái dòng này hơi khó là khi các bạn thấy là bài cho là dung dịch sau điện phân hòa tan được nhôm và oxit nhôm thì trong đầu mình sẽ có hai cái hoài nghi là rất có thể là có cả H cộng nhưng mà OH trừ thì cũng được đúng không ạ? đó thì đấy ta phải xét hai trường hợp và nhôm tan trong kiềm thì các bạn biết phương trình này rồi tạo thành aluminat và giải phóng ra hydro và oxit nhôm tan trong kiềm cũng tạo thành là muối aluminat và giải phóng ra nước đấy. bây giờ câu tình huống khó là hơn nữa là nếu nước điện phân ở cả hai cực thì lúc đấy các bạn phải so sánh số mol h cộng và số mol h trừ ở hai vế là điện phân mà nước điện phân ở cả hai cực thì lúc này là ta sẽ viết cả hai quá trình đấy là bên này là nước nhận electron và bên này là nước nhường electron thì sau phản ứng các bạn phải so sánh so sánh là OH và H đúng không ạ? Nếu mà H cộng mà lớn hơn OH thì dung dịch sau phản ứng của mình sẽ có H đúng không ạ? Và lúc này m dung dịch giảm của mình thì không còn như bài trên nữa mà nó sẽ gồm có này. Thứ nhất là 64A đúng không ạ? Thứ hai là cộng với lại 2C Thứ ba là cộng với lại 71 nhân với B trên 2. Và thứ tư là cộng với lại 32D. Đúng chưa? Thì cái trường hợp này là trường hợp khó nhất. Thì trong một số tình huống một bài tập thì thầy sẽ đưa cho các bạn để các bạn thực hành. Cái dạng thứ hai trong cái phần điều chế kim loại là phương pháp nhiệt luyện. Ở đây thì các bạn sẽ sử dụng là hydro hoặc CO để khử oxit kim loại sau nhôm với quy luật là các bạn thấy là nước thì gồm có H2 và oxy. Do vậy các bạn thấy là số mol hydro và số mol oxy bị mất và số mol nước luôn bằng nhau, đúng không? Hoặc là số mol của CO và số mol oxy bị mất lại luôn luôn bằng nhau và bằng số mol của khí carbonic tạo thành. Để các bạn nắm chắc là quy luật này sau đó các bạn sử dụng bảo toàn khối lượng là các bạn có thể tính toán được. Còn bài toán là dùng nhôm để khử oxit kim loại yếu hơn là CR2O3 thì cái phần này nó rất là nhiều và rất là dài do vậy trong cái thời lượng mà không cho phép thì thầy chỉ cho các bạn bài tập. Phương pháp thủy luyện là phương pháp thứ ba trong cái dạng 2 này là cho kim loại tác dụng với dung dịch muối thì sau phản ứng tình huống thứ nhất là khối lượng kim loại tăng khối lượng kim loại tăng các bạn thấy này ví dụ cho sắt phản ứng với đồng sunfat phát thì thu được là sắt hai sunfat phát và đồng thì ở đây các bạn thấy là tan đi ấy là 56 a nhưng mà thu được lại là 64A đúng không? Như vậy là đầu tư ban đầu là 56A mà thu về dẫn 64 Như vậy là khối lượng thanh kim loại sau khi nhấc ra sẽ tăng Tăng ở đây sẽ là lấy 64A chứ 56A bằng 8A Kim loại tác dụng với du dụ dịch muối mà sau phản ứng m kim loại giảm thì lấy ví dụ như là cho kẽm phản ứng với đồng xuân phát thì thu được là kẽm xuân phát và đồng đặt số mol của kẽm là B đúng không? Nhà số mol của đồng thu được cũng là B thì lượng tan đi là 65B nhưng lượng bám về chỉ có 64B thôi. Như vậy là khối lượng của kim loại làm sao? Giảm. Và lượng giảm đây sẽ là 65B trừ 64B thì bằng B. B ở đây trong trường hợp này là đơn vị là mol nhưng sau khi trừ như thế này thì B cũng là đơn vị là gam. Đấy. Vậy thì đây thì đố các bạn một câu đố rất khó là có hai tình huống là kim loại phản ứng với dung dịch muối thu được M kim loại tăng còn trường hợp này là M kim loại giảm. Vậy đố các bạn biết là trường hợp nào mà kim loại phản ứng với dung dịch muối mà thu được là M kim loại không thay đổi? hay tức là m dung dịch không thay đổi ai trả lời được là thầy sẽ có một phần quà chúng ta xét là một kim loại phản ứng với dung dịch có chứa hai muối để lấy ví dụ như là cho sắt phản ứng với dung dịch x có chứa bạc nitrat và đồng nitrat các bạn lưu ý ở đây chúng ta lưu ý có hai vấn đề một là các bạn dựa vào sản phẩm để biết được mức độ phản ứng và dựa vào lý thuyết mình học về quy tắc alpha đấy để biết được thứ tự phản ứng thì đây sắt là chất khử và ag cộng và co 2 cộng là chất oxy si hóa thì trong hai chất này ag cộng có tính oxy hóa mạnh hơn cho nên là ag cộng sẽ nhận e trước đúng không đấy mà sản phẩm bài cho là có hai muối thì các bạn phán đoán này chắc chắn là phải có muối sắt hai đúng không đó nếu mà có cả muối ag cộng muối bạc nitrat thì muối đồng nitrat sẽ chưa phản ứng và khi đó sẽ có ba muối nhưng mà vì bài cho hai muối cho nên là chắc chắn ag cộng phải sao ạ à? để hết đúng không đặt số mol sắt là x thì e cho sẽ là 2 x số mol Ag cộng là y thì e nhận sẽ là y. Mà để chắc chắn rằng Ag cộng hết thì 2x này, đúng không? 2x phải lớn hơn bằng y, đúng không? bằng tức là hai này phản ứng với nhau vừa vặn. À, 2x lớn bằng y và để chắc chắn rằng là Cu2 cộng vẫn còn dư sau phản ứng thì lúc đấy là y cộng với 2z phải lớn hơn 2x, đúng không? y cộng 2z lớn hơn 2x thì tức là Cu2 cộng là còn dư. Còn nếu như mà y cộng với 2z mà lại bằng 2x thì tức là CO2 cộng hết đúng không? Vì ở đây bài cho hai muối do vậy ta kết luận là có muối CO2 cộng dư. Mà để CO2 cộng dư thì Y cộng 2Z này phải lớn hơn 2X đúng không? Đó. Và để là có hai muối thì A cộng phải hết. Mà A cộng hết thì lúc đấy là 2X phải lớn hơn hoặc bằng Y. Đấy. Tương tự như vậy là bây giờ cho hai kim loại phản ứng với dung dịch có chứa một muối là cho sắt và đồng phản ứng với dung dịch bạc nitrat mà đề bài cho là thu được hai kim loại thì các bạn phán đoán như này Hai kim loại đó thì chắc chắn phải có một kim loại là gì ạ? À? Là AG đúng không? Đấy Và kim loại thứ hai thì các bạn đoán xem Vì sắt có tính khử mạnh hơn sắt phản ứng trước Thì kim loại thứ hai bắt buộc phải là đồng Đúng không? Mà để có đồng dư đấy à, Thì ta phải tưởng tượng thế này Là lúc đó là cái 2X cộng với 2Z này phải lớn hơn Y Đúng không? Để chắc chắn rằng là có CU dư 2X cộng với 2Z 2X cộng với 2Z phải lớn hơn Y Đúng không? Đó à, và để có hai kim loại thì ở đây ta còn thêm điều kiện nữa là Y đấy là phải lớn hơn bằng 2X để chắc chắn là sắt phải hết bởi vì nếu mà sắt mà dư thì lúc đấy ta sẽ có ba 3 kim loại đúng không? Do vậy điều kiện của chúng ta sẽ là y lớn hơn bằng 2x và nhỏ hơn 2 x cộng với lại 2z. Còn tình huống thứ ba là cho hai kim loại phản ứng với dung dịch có chứa hai muối mà bài cho là thu được 3 kim loại thì đây ta vẫn sử dụng pháp bảo toàn electron đông mà ta đánh giá là do sau phản ứng có 3 kim loại nên ta sẽ phán đoán là có ag có đồng đó, có bạc, có đồng và có sắt còn dư Mà để sắt còn dư ấy, thì ta lưu ý là 3x cộng với 2z 3x cộng với 2z phải lớn hơn y cộng với 2t Đúng không? Và để có ba kim loại tức là nhôm phải hết Nhôm phải hết thì y cộng với 2t phải lớn hoặc bằng 3x Là lớn bằng e cho của nhôm Đó Thì dạng 3 là phương pháp bảo toàn điện tích à, Đây là một trong những cái bài toán rất là quen thuộc và rất là dễ Thì ta nhớ là trong dịch thì điện tích được bảo toàn Tức là lấy số mon nhân với điện tích của ion dương ấy cộng với số mol nhân tích của ion âm thì bằng Thì thầy xin lỗi là a nhân 2 đó là số mol nhân tích của ion dương cộng số mol là b nhân 1 là vẫn là điện tích của ion dương bằng c nhân 1 cộng d nhân 1 mà không kể đến dấu đúng không? Ở đây sẽ có là 2a cộng b bằng c cộng d và nếu cô cạn dung dịch thì các bạn lưu ý là cái muối hydrocarbon sẽ bị phân hủy là HCO3 trừ sẽ phân hủy thành CO3 trừ CO2 và nước và sau đó thì xe 2 cộng kết hợp với CO3 trừ tạo thành xe CO3 và nếu cô cạn sau đó nung, các bạn lưu ý cái phân biệt cái từ là cô cạn và nung thì cô cạn chỉ là quá trình làm cho cái muối hydrocarbonate phân hủy, còn nung thì lúc đấy CaCO3 sẽ phân hủy thành CaO và CO2, đúng không? Và nung thường ở nhiệt độ khoảng là 1000 độ. Thế lấy ví dụ bây giờ dung dịch X của chúng ta sẽ có là các ion là Ca2+ là 0,1, Mg2+ là 0,3, HCO3- là 0,4 và Cl- là amon. Khi cô cạn dung dịch X thì thu được là mg muối khan, xác định giá trị của M thì trước tiên là ta sẽ tính được ngay là giá trị của a dựa vào bảo toàn điện tích được không ạ? Đấy. là ta sẽ tính được ngay giá trị của a là 0,1 x 2 đấy, 0.1 x 2 cộng với 0,3 x 2 bằng 0,4 x 1 cộng với a nhân 1 tính được a bằng 0,4. Nhưng mà khi cô cạn thì cái muối hydrocarbonat sẽ phân hủy thành CO32 CO2 và nước, đúng không? Do vậy muối của chúng ta sẽ có ở đây là muối canxi 2 cộng này, magie 2 cộng này, đúng không? Ở cốc uh, muối CO32 và À, C là trừ, ta sẽ có là 40 nhân 0,1 cộng 24 nhân 0,3 cộng 60. Vì ở đây là ta có là co trừ mà, tạo ra từ HCO3- mà HCO3- là 0,4 thì CO3- sẽ là 0,2. 60 nhân 0,2 cộng 35,5 nhân 0,4 thì các bạn sẽ tính ra được là, là số khối lượng ở đây đáp án nó ra là C là 37,4. Dạng 4 là bài toán về đồ thị, đây là một trong những bài tập mà phổ biến ở trong đề thi đại học. Tuy nhiên cái mức của đề bài yêu cầu thì là những cái mức điểm ở dưới 8 Do vậy các bạn cần nắm chắc được một số những dạng cơ bản Và từ đó các bạn có thể suy luận ra những cái dạng bài tập khác thì trong chương trình cái cái số trước mà thầy quay lớp 11 thì đấy thì đã có trình bày với các bạn tuy nhiên là các bạn cũng đề nghị là thầy à, trình bày lại một số những cái bài tập mà cơ bản nhất để cho những bạn mà có mức học mà trung bình và khá có thể chiếm lĩnh được những câu này đại lượng cơ bản của mình ấy là thứ nhất là đoạn đường mà h bị trung hòa bởi oh trừ là b Đoạn thứ hai ấy là thêm ba nữa, đúng không? Thêm ba nữa thì kết tủa cực đại. Đoạn thứ ba là thêm một đoạn là A nữa thì kết tủa sẽ tan hết, đúng không? Thì các bạn sẽ có hình như sau. Là đoạn đầu tiên này, các bạn nhìn từ 0 đến B là để trung hòa axit, đúng không? Đoạn thứ hai là B cộng thêm 3A là tọa độ này, B cộng 3A là kết tủa sẽ lớn nhất. Và đoạn cuối cùng là B cộng 4A thì kết tủa sẽ bị tan hoàn toàn. Thì các bạn nhìn đấy, các bạn nhìn là cái tọa độ X1 này này, đúng không? Sẽ bằng đoạn B Cộng với độ dài từ B đến X1 Để các bạn phải nhớ trong cái tam giác đấy Là tam giác này Từ điểm B này đến đỉnh Và đến gốc này là B cộng 3A Thì trong tam giác này các bạn thấy là khoảng cách Từ điểm B đến B cộng 3A Là gấp 3 lần cái khoảng cách này Các bạn nhìn đấy cái, cái trục này các bạn giống sang bên này Giống bên này sang bên này Thì là A đúng không? Đó là A đấy, đấy. Thì từ điểm B đến điểm B cộng 3A này là gấp 3 lần Đúng không? Gấp 3 lần Do vậy trong tam giác nhỏ hơn ấy, tam giác nhỏ hơn này. Đó. Thì cái cạnh từ bên x1 này cũng sẽ gấp 3 lần cạnh cao vuông này. đúng không? Đấy, bởi vì hai tam giác lớn ấy, tam giác lớn này. Đấy, và tam giác nhỏ này là đồng dạng với nhau. Do vậy mà tam giác lớn là điểm B đến B cộng 3A đấy là có độ dài bằng 3A gấp 3 lần cạnh này, gấp 3 lần, đúng không? 3 lần. Do vậy mà cái tam giác nhỏ hơn ấy thì điểm từ B đến BX1 này sẽ gấp 3 lần N. Như vậy thì sẽ có là tọa độ x 1 sẽ bằng là b cộng 3 n kết tủa. Còn tọa độ x2 đấy, x2 các bạn lưu ý này. Ở đây thì cho số mol là x2. Đấy, thì ta nhớ là bất kỳ một điểm nào trong cái khoảng cái tủa đang hòa tan này, x2 là một điểm đại diện thôi. Đó, thì tọa độ x2 này sẽ bằng cái tọa độ dài nhất là b cộng 4a trừ đi cái đoạn là x2 này, từ x từ x2 các bạn nhìn đấy, từ x2 đến điểm này. Đúng không? thì các bạn thấy là tam giác ấy. tam giác là giả sử đây gọi là a đây đúng không đây là h đây là b chẳng hạn thì tam giác này là có cái cạnh thứ nhất là bằng a cạnh thứ hai này b cộng ba a với b cộng bốn a thì đoạn này bằng gì ấy? bằng a cho nên tam giác này là tam giác vuông cân do vậy góc này cũng là góc vuông đúng không đấy góc này là bốn độ do vậy mà cái kích thước cái độ dài của cái đoạn x 2 đến b cộng bốn a này, này sẽ bằng n kết tủa. hợp đúng không do vậy là điểm x2 này sẽ là bằng b cộng 4a trừ n kết tủa tức là độ dài các bạn nhìn về màn hình học ấy là hai cái này bằng nhau đúng không Đấy độ dài là từ x2 đến điểm này và điểm n kết tủa là bằng nhau do vậy thầy sẽ có tọa độ x2 là bất kỳ một điểm nào trong khoảng này bằng b cộng 4a trừ n kết tủa còn nếu một tình huống mà b bằng 0 ấy b bằng 0 ấy thì cái điểm mút này này sẽ trùng với điểm o này đúng không và lúc đấy x1 sẽ bằng 3n kết tủa và x2 sẽ bằng b cộng 4a trừ n kết tủa thầy lấy ví dụ là khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch natri hydroxit và dung dịch gồm có amon axit chloric và bemon uh, nhôm có đua kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên hình như sau và yêu cầu tìm tỷ lệ ab thì các bạn nhìn xem theo các bạn phán đoán thì 0,8 này sẽ là gì đúng không 2 sẽ là gì và 2,8 sẽ là gì Để các bạn đối chiếu lại đấy ở đây thì là thấy ký hiệu b với a nó khác hay ví dụ thì điểm b này sẽ là gì tọa độ này sẽ là tọa độ của à, uh, axit đúng không ạ axit Đấy, 0,8 này sẽ là lượng H lượng OH trừ dùng để trung hòa axit thì ta sẽ có A bằng 0,8 luôn, đúng không? Đấy, tọa độ này là sẽ là, là 2 đấy, 2 sẽ bằng 0,8 cộng 3, 3 x 0,4, 1,2 đúng rồi, bằng 2. Đó, còn 2,8 sẽ bằng gì? Bằng cái đoạn dài nhất, đúng không? Đoạn dài nhất là B cộng 4A, đúng không? B cộng đoạn dài nhất trừ đi đoạn nhỏ nhỏ này từ điểm 2,8 đến điểm đầu mút này, độ dài từ 2,8 đến cái điểm cuối cùng này là sẽ bằng bằng 0,4 đúng không? Đấy. Vậy thầy sẽ lấy 2,8 cộng 0,4 thì đúng bằng là là đoạn dài nhất sẽ là b cộng 4a đúng không? Thì đây thầy sẽ có là tính được a ngay bằng 0,8 đúng không? Số mol của axit chloric mà 2,8 thì sẽ bằng là 0,8 cộng 4b thì b ở đây lại đóng vai trò là al3 cộng đấy trừ đi n kết tủa là 0,4 đúng không? Vậy ta sẽ có là 2,8 cộng 0,4 là 3,2 trừ đi 0,8 là 2,4 chia 4 là 0,6 Vậy tỷ lệ A9B sẽ bằng 4 phần 3 Mở rộng cái bài này là vị đề thi không cho em tọa độ về số mon mà cho em tọa độ về khối lượng Thì các bạn lưu ý Nếu bài cho tọa độ về khối lượng thì bất kỳ một tọa độ nào ở bên bên phải này Các bạn lưu ý này Đấy, Bất kỳ một tọa độ ở bên phải Đó Bất kỳ một tọa độ ở bên phải thì ta lưu ý là luôn luôn tuân theo quy luật là b cộng 4a trừ n kết tủa b ở đây ấy là bằng số mol của h cộng a là số mol của al 3 cộng đúng không? họ có thể không cho em số mol họ cho em khối lượng đúng không đây là có thể m 1 bên dưới là có thể là m 2 đúng không giống sang bên này đúng không? thì bất kỳ một điểm nào trong khoảng này bằng b cộng 4a trừ n kết tủa và bất kỳ một điểm nào trong khoảng này x 1 đại diện từ điểm đầu mút này đến đầu mút này thì x 1 luôn luôn bằng b cộng 3 n kết tủa tức là độ dài của cái hình chiếu này này b x một này luôn gấp 3 lần n kết tủa đúng không à, ví dụ tiếp theo là bây giờ cho từ từ đến dư dung dịch axit chloric và dung dịch có chứa là b mon natri hydroxit và amon natri alumina thì trình tự phản ứng như sau phản ứng trung hòa xảy ra trước là h cộng phản ứng với oh trừ đấy tạo thành nước và sau đó là H cộng kết hợp với nước và ALO2 trừ tạo thành ALOH 3 lần. Thì phương trình đầu tiên là axit trung hòa bazơ sẽ tốn một lượng là B mol đúng không? Sau đó này, để phản ứng hoàn toàn với natri aluminat thì cần số mol H cộng là A và kết tủa thu được cũng là A. Đấy các bạn thấy là tỷ lệ bao nhiêu ạ? À? 1 -1. Và để hòa tan hết được nhôm hydroxit thì phải cần tốn là bao nhiêu à? Là đây sẽ là phải 3H cộng đúng không? 3H cộng. Thì lúc đấy các bạn thấy là cái đoạn đường của H cộng đi được ấy, đầu tiên là B này, xong đến là thêm a nữa tức là b cộng a thêm 3 a nữa tức là b cộng bốn a thì các bạn sẽ dựng được cái hình như sau đấy. các bạn thấy là đoạn đầu tiên ấy, là h cộng phải tốn là b đúng không đây tốn là b đoạn thứ hai là thêm a nữa thì cái tuổi sẽ lớn nhất thêm a đấy để thêm a nữa đúng không thì như vậy lúc nào độ tọa độ này sẽ là a cộng b thì cái tuổi sẽ là lớn nhất thế thêm tiếp h cộng là bao nhiêu nữa từ điểm a cộng b này phải thêm bao nhiêu nữa thêm 3 a nữa thêm 3A nữa đây, thêm 3A Thì kết tuổi mới tan hết, được không? Thì lúc đấy là tọa độ cuối cùng số H cộng đây sẽ là B cộng với 4A Và bây giờ các bạn phải chứng minh là Trong cái điểm X1 này này Và điểm X2 này thì tọa độ sẽ như thế nào Các bạn nhìn này là Các bạn thấy là cái tam giác ấy Tam giác nhỏ của mình ấy là từ điểm B này Đến A cộng B và đỉnh này đúng không? Thì cái cạnh góc vuông này là bằng Độ dài bằng A, cạnh này cũng bằng A trên tam giác của mình đang xét ấy đó, từ điểm B điểm A cộng B và điểm đỉnh này là tam giác vuông cân cho nên là góc này sẽ là 90 độ do vậy mà tam giác nhỏ hơn ấy là bx1 ấy và đỉnh này thì tam giác nhỏ này sao ạ cũng là vuông cân do vậy tọa độ x1 của mình sẽ bằng b cộng với độ dài bx1 nhưng bx1 lại bằng n kết tủa đúng không bởi vì tam giác lớn là tam giác vuông cân rồi cho nên ta sẽ có là x1 sẽ bằng b cộng n kết tủa đó điểm x2 là một điểm bất kỳ ở trong khoảng thứ hai đấy khoảng thứ hai đấy Đấy, các bạn sẽ có là x2 này sẽ bằng là b cộng 4a trừ đi độ dài từ x2 đến b cộng 4a thì các bạn nhìn tam giác lớn đấy đỉnh này với gốc ở đây là a cộng b với đây là b cộng 4a thì độ dài của cạnh góc vuông thứ nhất là a đúng không độ dài của cạnh góc vuông thứ hai sẽ là là 3a do vậy mà cái cạnh góc vuông thứ hai này này gấp 3 lần cạnh góc vuông thứ nhất thì suy ra là cái cạnh góc vuông thứ hai trong tam giác nhỏ hơn đấy từ x2 đến điểm này sẽ gấp 3 lần điểm này đúng không Vậy thì sẽ có là x2 sẽ bằng là b cộng 4a trừ 3 n kết tủa. Đấy chưa? Và các bạn nắm chắc được các tọa độ này thì họ thay đổi Họ cho không phải là số mol nữa mà cho là khối lượng Thì mình vẫn bám chặt vào cái tọa độ thứ hai là b cộng 4a trừ 3 n kết tủ Được không ạ? Thì lấy ví dụ là cho từ từ dung dịch axit cloric với nồng độ 1m vào dung dịch có chứa x mon, NaOH và y mon natri aluminat Số mon của nhôm hiroxit tạo thành phụ thuộc vào thể tích của xích chloric được biểu diễn bằng đồ thị sau. đây là V ml mà đổi ra lít thì các bạn thấy là 150 ml ở tọa độ đây, 750 ml ở đây. thì 150 ml đổi ra lít sẽ là 0,15. thì như vậy thì sẽ có ngay là số mol của H cộng ở đây là 0,15. thì H cộng này để tiêu tốn để trung hòa lượng OH trừ như vậy sẽ tính ngay được x đúng không? còn tọa độ thứ hai khó nhọc hơn là làm sao để tính được liên hệ với lại số mol của Y natri aluminat. thì các bạn để ý thế này. V bằng 150 ml thì số mol axit sẽ là cm nhân V đấy 0.15 thì x sẽ bằng 0.15, được chưa? Ở đây 750 ml sẽ là 0.75 bởi nồng độ là 1M mà. Thì sẽ bằng tọa độ là 0.15 4y 3 kết tủa. À đây đây. Các bạn thấy là rõ ràng cái khoảng cách từ điểm này này đến điểm gốc này đấy là nó dài gấp 3 lần cái này. Đúng không? Gấp 3 lần cái này. Bởi vì tam tác lớn ấy, nó bằng lớn của mình đấy. Nó lớn của mình các bạn xem lại đấy. Nó lớn của mình ấy là cái cạnh này sẽ gấp gấp 3 lần cạnh này. Do vậy ta giác nhỏ hơn cạnh này cũng sẽ gấp mấy lần? Gấp 3 lần. Đó. Thì mình sẽ có là 0,75 sẽ bằng là 0,15 cộng với 4y 3n kết tủa. Vì n kết tủa là 0,2 mà. Thì từ đó các bạn sẽ tính được y bằng 0,3 thì đáp số của mình sẽ là đáp án D. Bài toán về đồ thị cái loại thứ ba là cho từ từ đến dư dung dịch bari hydroxit và dung dịch nhôm sunfat thì phương trình đồ thị này khó hơn đúng không? Khó hơn. Đầu tiên là các bạn tìm được các tọa độ như sau. Phương trình 1 là bari phản ứng với nhôm sunfat. Thầy có là đặt số mol nhôm sunfat là a thì số mol nhôm bari tiêu tốn là 3a thì kết tủa sẽ là lớn nhất sẽ là nhôm hiroxit và bari sunfat thì lúc đấy m kết tủa lớn nhất sẽ là 233 nhân 3a cộng với 78 nhân 2a bằng mươi a Nếu mà bari dư đấy thì một trong hai kết tủa này thì nhôm hiroxit sẽ bị hòa tan bởi bari hiroxit. Tôi được là bari aluminat và nước. Số mol của nhôm hydroxit là 2a thì bari hydroxit sẽ là a. Và lúc này mở kết tủa nhỏ nhất, tức là lúc này là bị mất cái 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 phần 78 nhân 2a rồi, đúng không ạ? Thì sẽ là bằng 699a. Thì từ đây ta sẽ dựng được cái hình như sau này. Tọa độ là số mol của bari hydroxit là 3a đấy thì kết tủa sẽ lớn nhất, đúng không? Mở kết tủa là 855a, đúng không? Nhưng mà nếu mà Bariosis thêm là A nữa Các bạn nhìn đấy, thêm là A nữa Thì tổng cộng nhé, lần 1 là A, lần 2 là A Thì tổng cộng sẽ là là 4A, 4A. Thì kết tủa còn lại chỉ là 699A thôi Bởi vì Bariosis đã hòa tan nhôm hiroxit rồi Đúng không? Cho nên ta sẽ có tọa độ thứ hai là 699A Thì từ đây các bạn nhớ là Các tọa độ bài cho đấy là 3A, 4A 699 và 855 Thì 3A là ứng với kết tủa lớn nhất Còn 4A ứng với kết tủa nhỏ nhất Tuy nhiên có những bài thì họ lại hỏi khó hơn nữa là họ sẽ cho một cái tọa độ bất kỳ ở đây này, này. Đó, gióng xuống. Được không? Cho tọa độ điểm này gióng xuống nghĩa là gì? Nghĩa là lúc đấy kết tủa bị tan một phần. Đồng ý không? Đó. Kết tủa bị tan một phần thì lúc đấy cái biểu thức của mình ấy thì vẫn cố định là 699A đúng không? Nhưng cộng 78 này nhân 2A thì giả sử thế này. Thì giả sử là cái cái bari hiroxit của mình ấy đó, không phải là A mà là chỉ là một số b nào đấy thôi đúng không b mà đã phản ứng mất 3 rồi thì đây sẽ còn b trừ a là các bạn nhân 2 lên đúng không để sẽ là 2B 6A và lấy 2A đấy là nhôm hydroxit trừ đi cái lượng bari hydroxit là sẽ là 2B 6A đúng không? Thì lúc đấy sẽ là 699 cộng 78 nhân 2A 8B vân vân. Thì lúc đấy là sẽ ứng với cái tọa độ ở giữa này này. Giữa này. Đó, tức là lúc đấy kết tủa là tan một phần thì các bạn sẽ lưu ý hội thầy là ta sẽ lấy mở kết tủa đó sẽ bằng là 699a cộng với một phần của nhôm hidroxit mà nhôm hidroxit lúc đó các bạn phải lấy 2a này trừ đi cái lượng nhôm hidroxit bị hòa tan bởi bari hidroxit được không? Đã. Thì lấy ví dụ là nhỏ từ từ đến dư dung dịch bari hidroxit nồng độ 0,2m và 100ml dung dịch a có chứa nhôm sunfat nồng độ xm mối quan hệ giữa khối lượng và kết tủa được biểu thị trên đồ thị như sau. Đây các bạn có là tọa độ y và đây là 699. À, nếu mà cho tọa độ thế này thì mình tính rất là dễ. Bởi vì sao? Vì tọa độ y này các bạn thấy là trong cái, cái 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 lý thuyết ban đầu mình là 4a, tức là thời điểm là là nhôm hydroxit đã tan hết và kết tủa chỉ còn gì thôi ạ? Chỉ còn là bari sunfat đúng không? Vậy thì sẽ có là 699 này sẽ là bằng à, 69,9 bằng 699a thì a sẽ bằng 0,1 đúng không? tọa độ y ứng với 4a như vậy y sẽ bằng 0,4 đáp án đúng của mình sẽ là d đó. ngoài những tọa độ à, đồ thị quen thuộc này mà thầy đã giới thiệu với các bạn năm lớp 11 thì còn những đồ thị khác thì lấy ví dụ là đồ thị bài toán sụp khí carbonic và dung dịch bari hydroxit hoặc canxi hydroxit các bạn biết là trình tự phản ứng ấy là khí carbonic phản ứng với bari hydroxit thu được là bari carbonat số mol anh này là a đó nếu mà kết tủa lớn nhất ấy, thì số mol của CO2 đúng bằng bari hydroxit và bằng A đúng không? Và nếu mà tiếp tục mà sụp CO2 vào đấy thì mình sẽ có hiện tượng là nước chảy đá mòn là CO2 kết hợp với nước tạo ra môi trường axit yếu sẽ hòa tan bari carbonat tạo thành bari hydrocarbonat. Ở đây số mol của bari carbonat là A thì lượng CO2 thêm vào đúng là A nữa, vậy tổng cộng sẽ là bao nhiêu? Là 2A thì kết tủa sẽ tan hết. Và từ đây các bạn sẽ dựng lên một cái hình như này. Đó, các bạn nhìn đấy, khi mà CO2 đi từ 0 đến A, được chưa? Thì kết tủa sẽ tăng dần từ 0 đến A. Đó. khi mà CO2 tiếp tục ấy từ A đến 2A thì kết tủa tan dần, tan dần, tan dần, tan dần, tan dần đến hết. Và từ đó thì mình thiết lập ra một cái quy luật là có tọa độ bên trái và tọa độ bên phải. Tọa độ bên trái các bạn thấy đấy là tam giác lớn ấy, O đấy với đỉnh này, đỉnh A và đỉnh góc A này, tam giác này sẽ vuông tại A đúng không? Có cạnh OA này và cạnh A này bằng nhau Do vậy tam giác này vuông cân Do vậy mà tọa độ x1 này luôn luôn bằng n kết tủa Bởi vì hình chiếu trên trục hoành và trục tung bằng nhau Vì đây cũng vuông mà Tam giác này, tam giác lớn này là tam giác vuông cân Đúng không? Đấy con này vuông mà Do vậy cái tọa độ x 1 này luôn luôn bằng n kết tủa đấy chưa? Và tọa độ x2 này sẽ bằng này X2 sẽ bằng tọa độ dài nhất là 2A đấy Trừ đi cái khoảng cách từ x2 đến 2A nhưng mà giống như bài trên nên là vì tam giác này cũng là vuông cân mà cho nên theo sẽ có là tọa độ x2 đến 2a vẫn bằng n kết tủa đúng không vậy x2 sẽ bằng 2a trừ n kết tủa thì trong đề minh họa các bạn thấy là là các thầy cô đã thay đổi cái giá trị n này bằng m bằng m thì các bạn hết sức lưu ý đấy là tọa độ à, thứ nhất này này x1 này đấy, luôn luôn bằng n kết tủa tọa độ thứ hai đấy là thời điểm là co2 bằng a tức là kết tủa là cái tuổi là lớn nhất mà cái tuổi lớn nhất thì tức là số mol của CO2 và số mol kit CA CO hai lần bằng nhau hoặc là hai lần bằng nhau và tọa độ x2 đấy x2 sẽ bằng là đoạn dài nhất là 2a trừ n kết tủa thì đặc biệt là cái tọa độ x2 này các em hay hay quên mà hay sai đó và có một cái đồ thị cũng tương tự như thế này biển nếu như mà sụp CO2 vào dung dịch mà có cả natri hydroxit bari hydroxit thì đồ thị của mình sẽ giãn ra đấy các bạn sẽ xem một cái loại tiếp theo loại thứ năm là sụp khí carbonic và dung dịch bari hydroxit là amon và natri hydroxit là bemon thì chỉ tự phản ứng như sau đầu tiên là khí carbonic sẽ phản ứng với bari hydroxit để thu được là bari carbonat và nước đó sau khi mà phản ứng hết với bari hydroxit tạo thành kết tủa rồi thì khí carbonic sẽ phản ứng với dung dịch natri hydroxit tại sao lại phản ứng với natri hydroxit là bởi vì kết tủa đang làm ở dưới đáy đúng không cho nên là khí carbonic sẽ phản ứng với kiềm dễ hơn là phản ứng với kết tủa đúng không lượng uh, natri là B thì lượng khí carbonic sẽ là B trên 2 và lượng muối sẽ là B trên 2. Sau đó lần thứ ba đấy thì khí carbonic lại phản ứng với muối carbonat trước, muối tan trước mà không phản ứng với kết tủa bởi vì muối tan nằm ở phía trên mà kết tủa nằm ở phía dưới, đúng không? Cho nên là khí carbonic phản ứng với nước với natri carbonat thì thu được là natri hydrocarbonat. Ở đây số mol của natri carbonat là B thì số mol của CO2 thêm vào lần thứ ba là B trên 2. vậy các bạn sẽ có này, A này, đúng không? Thì tạo ra kết tủa mắc thêm b trên hai nữa thì lúc này là kết tủa không tăng thêm đúng không mà kết tủa cũng không giảm đi vậy đối với các bạn biết đồ thị sẽ đi như nào sẽ làm sao ạ à? sẽ nằm ngang đúng không và đoạn thứ ba các bạn thấy là thêm là b trên hai nữa mà carbonic vẫn đang phản ứng với natri carbonat thì lúc này kết tủa cũng không tan và kết tủa cũng không thêm thì đồ thị vẫn làm sao ạ à? vẫn đi ngang đúng không và đoạn cuối cùng là khi mà hết khi mà hết natri carbonat rồi thì khí carbonic sẽ phản ứng với lại bari carbonat hòa tan tạo thành là ba hco 3 tất cả hai lần và các bạn sẽ thấy là đồ thị thứ năm của mình sẽ giãn ra so với đồ thị thứ tư như này các bạn nhìn là khi mà khí carbonic đi từ không đến a đấy từ từ tăng vào đấy thì kết tủa sẽ tăng dần từ 0 đến a đồng ý chưa đó nhưng mà nếu thêm ấy, thêm tiếp thêm tiếp thêm tiếp thêm tiếp thì lúc cái giai đoạn từ, từ a này thêm b nữa đúng không đây là b trên hai cộng b trên hai mà thêm b nữa tức là a cộng b thì đồ thị đi ngang tại sao nó đi ngang thì vừa nói với các bạn là lúc đấy là co2 đang bận phản ứng với lại naoh và na2co3 cho nên kết tủa không thêm và kết tượng không bớt cho nên đồ thị của mình sẽ đi đi ngang à, các bạn để ý a là cái gì a là số mol của bari hydroxit a cộng b là cái gì a cộng b là số mol của bari hydroxit và natri hydroxit còn nếu thêm một lượng a nữa đây Đúng không? Thêm một lượng A nữa thì lúc này là kết tủa bị hòa tan bởi khí carbonic. Thì lúc này là gì? A cộng B mà cộng thêm A thì đến đúng thời điểm này này là kết tủa bị sao ạ? À? Bị hòa tan hết. Và chúng ta phải tìm ra quy luật. Quy luật ở đây nó có 3 khoảng. Thì các bạn lưu ý là cái khoảng thứ nhất ấy là trong cái khoảng là nếu mà CO2 của mình là đang nhỏ hơn hoặc bằng A. Đồng ý không? Đó, nhỏ hơn bằng A thì lúc này giống như bài trên là X1 và n kết tủa bằng nhau đúng không? Ta hình chiếu trên trục hoành và trục tung luôn bằng nhau và thậm chí là đến đúng cái điểm này đấy, tức là CO2 đến đúng cái điểm A này thì kết tủa làm sao ạ? Vẫn bằng CO2, đúng không? Nhưng có một điểm đặc biệt của lớp nhìn này từ A đến A cũng B đấy, à nếu mà CO2 ở trong khoảng này này, trong khoảng này này, đúng không? Các bạn thấy là kết tủa đang làm sao ạ? Đang lớn nhất. À như vậy là người ta mới hỏi là có bao nhiêu giá trị của CO2 để kết tủa là lớn nhất? Để các bạn thấy không? là có bao nhiêu giá trị của CO2 ạ? Có vô số đúng không ạ? Miễn là số mol của CO2 đấy lớn hơn hoặc bằng A và nhỏ hơn hoặc bằng A cộng B thì trong cái khoảng là lớn bằng A và nhỏ hơn bằng A cộng B thì CO2 đang phản ứng với gì? Với với lại NaOH và Na2CO3. À, do vậy mà tồn tại vô số giá trị của CO2 để kết tủa luôn lớn nhất. Đồng ý không? Đó. Và tiếp tục cái quãng thứ ba đấy là khi mà CO2 lớn hơn A cộng B và nhỏ hơn 2A cộng B thì lúc này kết tủa đang làm sao rồi ạ? À? Đang tan dần. Thì cũng giống như bài trên ấy, là tọa độ x 2 sẽ bằng tọa độ dài nhất là 2A cộng B trừ đi trừ đi cái đoạn này, đoạn này bằng n kết tủa đúng không? Do vậy là x2 sẽ bằng là 2A cộng B trừ n kết tủa. Thì các bạn nhớ chắc các cái tọa độ như thế này để khi mà bài cho các số liệu thì mình có thể làm tốt. Ngoài ra thì thầy còn giới thiệu với các bạn về một cái đồ thị mới là bài toán về uh, axit H cộng đấy phản ứng với lại dung dịch đồng thời chứa muối carbonat và hydrocarbonat. Khi mà cho từ từ axit chloric vào dung dịch có chứa amon natri carbonat và bemon natri thì các bạn lưu ý như sau là tính bazơ của natri carbonat thì mạnh hơn natri hydrocarbonat. Đúng không ạ? ở à đây các bạn thì các bạn có thể so sánh về cái hằng số Kb Thì đây thì nó nói luôn là tính bazơ của natri carbonat là mạnh hơn so với natri Do vậy mà H cộng ấy phản ứng với lại cái muối CO3 này này thì thu được là muối HCO3 trừ trước bởi vì cho từ từ tức là cho rất là chậm. Đó. Thế thì các bạn thấy là lúc đầu đấy, số mol của natri các là a là amon thì H cộng cho vào là tiêu tốn là A nhưng chưa tạo thành khí. Đúng chưa? Đó, tiêu tốn là A là chưa tạo thành khí. Nhưng đoạn sau đấy là axit chloric sẽ phản ứng với muối HCO3 trừ đấy, natri hydrocarbonate. Anh này là cái này là mới này đúng không cái này là cũ này thì khi axit phản ứng với lại muối thì thu được lúc này là thu được khí carbonic và nước thì lúc này số mol của NaHCO3 là A là mới đúng không cộng với B A cộng B thì lượng axit cho vào là bao nhiêu ạ à? là A cộng B nữa thì toàn bộ cái muối HCO3 này giải phóng hết thành CO2 và nước thì từ đây các bạn sẽ vẽ hình như sau các bạn sẽ vẽ hình như là các bạn này là cái trục hoành là số mol của axit cho vào đúng không? Các bạn nhìn nhá. Đi quãng đường từ 0 đến A nhỉ? Yeah. 0 đến A đấy là lúc này đang phản ứng với Na2CO3. Đúng chưa? Đó. Thì từ 0 đến A đã có khí chưa? Chưa đúng không? Đấy. Nhưng mà thêm từ từ này, thêm từ từ, thêm từ từ này, thêm vào thêm 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 bao nhiêu nữa? Thêm bao nhiêu nữa? Khi nào thêm hết được A cộng B nữa thì tổng cộng sẽ là bao nhiêu? Tổng cộng sẽ là 2A cộng B. À, 2A cộng B. Yeah, 2A cộng B thì lúc này là CO đến đúng thời điểm này này thì CO2 sẽ ở điểm cực đại tức là lúc đấy là số mol CO2 lớn nhất đúng bằng a cộng b bằng a cộng b đó thì các bạn lưu ý là cái điểm từ a đến 2a cộng b tức là a cộng a cộng b đúng không thì cái 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 độ dài đoạn này này đó bằng các bạn này đó thì tọa độ này là tọa độ mà các bạn cũng lưu ý là mới còn ngược lại đấy nếu mà cho cả hai muối này vào axit chloric thì phản ứng sẽ đồng thời tạo ra khí luôn chứ không sẽ từng nấc như này các bạn lưu ý như vậy ở cái dạng năm thì năm lớp 11 thì thầy đã trình bày với các bạn rồi nên là thầy sẽ nói nhanh sơ qua lại cái dạng năm bài cho kim loại phản ứng với axit nitric hoặc là axit sulfuric thì các bạn lưu ý đấy là bạc và thầy xin lỗi là vàng và platin là không phản ứng còn nhôm sắt chrome ấy là thụ động hóa với axit nitric đặc nguội và axit sulfuric đặc nguội và sản phẩm khử ở đây thường là khí uh, NO, NO2, N2O, N2 và NH4NO3. Các bạn lưu ý là với kim loại mạnh thì tạo thành sản phẩm khử có số xóa thấp là ammonium nitrat hoặc là nitơ hoặc là N2O. Với kim loại trung bình yếu, ví dụ như là sắt đồng ấy, phản ứng với axit đặc đặc nóng thì thu được khí NO2 và loãng thì tạo thành khí NO. Đấy là một số những kinh nghiệm như vậy. Để các bạn nhớ về màu sắc, màu sắc là khí N2 là không màu và không mùi, khí N2O là không màu nhưng mà anh này gây cười. Khí N o đấy không màu nhưng mà hóa nâu ngoài không khí, đúng không? Còn NO2 là có màu nâu. Thì các mẫu câu hỏi thường gặp ấy, khi mà bài cho số mol khí xác định M kim loại hoặc là các bạn đi cho số mol khí mà đi tìm kim loại thì cái này ta sẽ sử dụng bảo toàn electron. Là số mol e cho bằng số mol e nhận. Lưu ý ở đây là số mol e cho bằng 3 lần số mol NO cộng 8 lần N2O cộng 10 lần N2 cộng 8 lần số mol NH4+ đúng không? Mà cộng số mol NO2 thì các bạn lưu ý phương trình như thế này ví dụ các bạn thấy là để tạo thành NO thì nitơ trong gốc NO3 luôn là dương 5 đúng không nhận 3 e thành NO cộng với lại nước đó thì ở đây là có 3 oxy rồi cho nên ở đây là sẽ phải thêm hai nước mà hai nước thì hệ số của H cộng sẽ là 4 do vậy mà số mà E nhận là bằng 3 lần NO đúng không 3 lần NO tiếp tục này là trong nitơ trong NO3 trừ là dương 5 đúng không nhận về dương 1 thì nhận 4 nhưng mà vì có số 2 cho nên là phải nhận 8 đây sẽ là 2 23 3 là 6 6 trừ đi 1 oxy thì còn 5 5 x 2 là 10, đây sẽ là 10H cộng Đúng không? Do vậy và số mol của N2O ấy là nhân 8 thì bằng E nhận này, nhân 8 Hay là H cộng với NO3 trừ để tạo thành nitơ thì nitơ dương 5 về nitơ 0 phải nhận 10 electron. đông Do vậy mà thầy sẽ có là hệ số sẽ là 12, 2, 10, 1, 6 thì E nhận sẽ là gấp 10 lần N2 gấp 10 lần N2 Tương tự như vậy thì với NH4 cộng là 8 Đúng chưa? Với NO2 thì chỉ là 1 thôi Về dương 5, về dương 4 là nhận 1 Thì các bạn có cái phương trình này thì tất nhiên là không bài nào mà cho nhiều như thế này Mà các bạn nhớ là theo ví dụ có thể cho 2 trong 5 hoặc là 1 trong 5 3 trong 5 Thì số mon nhận bằng 3 lần số mon NO cộng 8 lần NO2O Cộng 10 lần NO2 cộng 8 lần NH4 cộng Và cộng với số mol của NO2 Xác định số mon axit tham gia phản ứng ấy thì ở đây ta sẽ có là bằng 4 lần NO cộng 2 lần NO2 cộng 10 lần N2O cộng 12 lần N2 và 10 lần N4 cộng. Đây các bạn nhìn ấy. đấy. là 4 lần NO này, 10 lần N2O này, 12 lần N2, 10 lần NH4 cộng và 2 lần NO2. Được không? Xác định, xác định số mol của HNO3 bị khử là trong sản phẩm khử là NO đấy thì có 1 nitơ nhân 1. Trong N2O có 2 nitơ phải nhân 2. À, trong N2 có 2 liter phải nhân 2 Trong NH4 cộng có 1 liter nhân 1 Và trong NO2 có 1 liter nhân 1 Xác định khối lượng muối sau phản ứng Thì tổng quát ở đây là M muối sẽ bằng là M kim loại cộng 62 nhân NA nhận Cộng 80 nhân số mol của NH4 cộng Còn với trường hợp một số ví dụ Thì theo sẽ đưa cho các bạn trong cái phần uh, uh, Trên trang web ấy. Dạng 6 là bài toán là kim loại hỗn hợp kim loại và oxit kim loại phản ứng với axit thì thường thường ấy là các bạn sẽ quy đổi ví dụ như ta thường gặp là hỗn hợp sắt và các oxit sắt phản ứng với axit nitric thì thường các bạn sẽ quy đổi về sắt và oxy nếu trường hợp là axit dư đấy thì các bạn lưu ý là sắt sẽ lên dương 3 đúng không oxy nhận 2e thành oxy trừ 2 và cái oxy trừ 2 này kết hợp với h cộng tạo thành nước đúng không và 4 h cộng cộng nấu 3 trừ cộng 3e tạo thành NO và hai nước thì dùng bảo toàn electron thì sẽ có là 3a bằng 2B cộng với lại à, 3C đúng không? mà muối là rất dễ dàng đúng không? M muối sẽ bằng 242A khi mà axit dư xác định số mol H 3 phản ứng thì có hai cách các bạn dùng bảo toàn nguyên tố nitơ là bằng 3A cộng C hoặc là các bạn dùng phương trình các bạn thấy đấy phương trình các bạn thấy là axit sẽ bằng 2B đúng không? cộng với lại 4C đúng không? Ừ nếu dung dịch sau phản ứng mà có axit nitric dư và sắt ba nitrat thì bài cho phản ứng tối đa với x gam sắt thì thu được là NO yêu cầu xác định số mol HNO 3 phản ứng thì đây cái từ mà các bạn lưu ý là cái từ là tối đa tối đa tức là nhiều nhất thì cái từ này học sinh rất dễ bị sai đúng không tối đa câu 4 là dung dịch sau phản ứng phản ứng tối đa với y gam đồng thì cũng tương tự như vậy thì các bạn lưu ý thế này Để lấy ví dụ là nung 7,84 gam sắt trong không khí thì cái ví dụ này chắc là thầy sẽ sẽ đưa lên trên trên web để các bạn xem thôi bởi vì bởi không có thời gian để giới thiệu nhanh với các bạn đấy thì ta cũng quy đổi như vậy và giải hệ phương trình sẽ tìm được khối lượng b bằng 0,15 bảo toàn electron sẽ tính được a đấy c bằng 0,12 v sẽ bằng là 2,688 Còn à, ví dụ cuối cùng là hòa tan hết 32 gam hỗn hợp X gồm có sắt oxit sắt 2 sắt 3 và một lít dung dịch gồm có axit nitric nồng độ 1,7 m thu được V lít khí NO sản phẩm khử duy nhất là của nitơ dương 5. Biết y hòa tan tối đa 12,8 gam đồng. Thì các bạn lưu ý thế này, vì ở đây bài không có nói rõ là axit có dư hay không và không không nói rõ chất rắn. Do vậy mà các bạn sẽ phải phán đoán là dung dịch của chúng ta sẽ có mấy muối ạ? Có hai muối đúng không ạ? Tồn tại sắt 2 và sắt 3 thì gọi số mol sắt là A thì E cho sẽ là 2A đó ở đây là vì sự dung dịch sau phản ứng hòa tan được à, tối đa là cái lượng đồng bài cho rồi đúng không cho nên thầy sẽ có là số mol của sắt 3 cộng bằng 0,2 x 2 tức là gấp 2 lần số mol của đồng thì tính được ngay số mol của sắt là 0,4 thì E cho sẽ là 1,2 Số mol sắt bên trên là A thì E cho sẽ là 2A, oxy là B, E nhận sẽ là 2B thì các bạn sẽ tính được là H cộng tương ứng sẽ là 2B còn số mol NO là C thì E nhận sẽ là 3C và H cộng tiêu tốn sẽ là 4C. Đúng không? Bởi vì số mol đồng là 0,2 rồi mà. Đó. Thì theo định luật bảo toàn E thì sẽ có là 2A cộng 1,2 bằng 2B cộng 3C mà bài cho là 56 6 Đây là số mol của sắt ấy, cộng với khối lượng oxy bằng 32. Thì theo sơ đồ trên thì mình sẽ giải được là 2B cộng 4C bằng 1,7 là dây số mol của axit Thì từ 1, 2, 3 các bạn sẽ giải được hệ phương trình. Đúng không? là A bằng 0,1, B bằng 0,25 và C bằng 0,3 Vậy thì V sẽ bằng là 6,72 lít thì Trong trường hợp này, bài này là ra được là là hai muối Các bạn lưu ý là để mà cái câu trên là có một cái câu cũng rất là khó với các bạn Đặc biệt là những bạn giỏi thì khối lượng sắt tối đa này các bạn lưu ý là Sắt sẽ hòa tan trong axit và sắt sẽ hòa tan trong sắt 3 sinh ra bởi sắt với axit và sắt 3 có sẵn Ở trên đây là thầy đã trình bày với các bạn là một số những dạng bài tập cơ bản nhất của chương trình hóa vô cơ lớp 12 để các bạn có thể tìm hiểu thêm về những thông tin của chương trình chinh phục kỳ thi năm 2019 thì các bạn có thể tìm hiểu ở một số Facebook này fanpage này hoặc là YouTube để các bạn có thêm nhiều thông tin Chúc các bạn có một mùa thi thành công